Mình ăn mặc như thế này thế nào anh ấy cũng thích cho xem. Alo, anh Thịnh à? Chiều nay anh có rảnh không? Có gì chuyện không em? Chiều nay anh bận đi chơi rồi. Anh đi chơi với ai? Anh đi chơi với người con gái đẹp nhất thế giới. Là Hoa hậu Hoàng Vũ hả? Không phải. Anh vừa mới nói là chiều nay anh đi chơi với người đẹp nhất thế giới. Thì chẳng là Hoa hậu Hoàng Vũ thì là ai? Đối với anh, người anh yêu là người con gái đẹp nhất thế giới. Thôi, bye bye em nha. Ơ, anh thì anh đã nói với em rồi, anh đến đây để đưa người con gái đẹp nhất thế giới của anh đi chơi. Ghê vậy đó. Đã đẹp trai rồi làm em bất ngờ nữa. Anh đúng là chàng trai bất ngờ mà. Anh yêu em yêu. Trời ơi, sao mà đẹp quá vậy? Đi chơi với anh nha. Xinh quá. Trời ơi, đẹp quá. Sao con? Ngồi xuống đây. Mẹ không có cấm con đi chơi, mà nghe mẹ dặn nè, đi chơi với con trai á, đừng có để cho nó hôn nghe chưa. Nó hôn con là nó sỉ nhục con đó. Dạ, con nhớ rồi ạ. Ừ, thôi con gái mày đi chơi đi. Dạ, thôi mẹ con đi. Ừ, đi chơi sớm về sớm nghe con. Có bạn trai mới đúng không? Con gái đi chơi vui không con? Dạ vui ạ. Mà sao giờ này mẹ còn thức vậy? Mẹ coi tivi rồi mẹ đợi con về luôn. Thằng Dũng nó có sỉ nhục con không con? Dạ không ạ. Con nghe lời mẹ mà, con không có để cho anh sỉ nhục con đâu. Ừ, con ngoan. Nhưng mà con sỉ nhục ảnh rất là nhiều lần. Hả? Đâu? Dạ con đi chơi. Đi với ai? Dạ đi với bạn trai. Ai cho mà đi? Bà kỳ quá à,
con cũng lớn rồi, cũng phải cho con đi chơi với bạn trai chứ. Không đôi co nhiều lời, quốc có quốc pháp, gia có gia phong. Đi vô. Đi. Stop here. Cầm để làm gì? Gọi cho trai phong. Tịch thu. Lẹ lẹ. Go home. Alo, con chim bé nhỏ con đó hả? Chim bố đây. Dạ, dạ con xin lỗi. Xin lỗi bác, bác có khỏe không bác? Rất khỏe. Chứ bây giờ tôi thấy tôi khỏe như hôm nay. Sao tự nhiên hỏi sức khỏe của tôi chi vậy? Muốn đấu vào đài với tôi à? Dạ, dạ không có, dạ không. Con gọi con muốn hỏi bác là Mi Tu có nhà không bác? Nó không có nhà, chẳng lẽ nó dân vô gia cư à? Hỏi chi kỳ vậy? Dạ không, ý của con hỏi là Mi Tu có ở nhà không đó bác? Không, nó đi công chuyện cho tôi rồi. Dạ bác có thể cho con xin số điện thoại của Mi Tu được không bác? Nó nhiều số lắm. Dạ bác cho con số được rồi, một số bác. 9. À, là 09 không bác? Dạ rồi, mấy số sau là gì bác? Ủa, sao hồi nãy mấy người hỏi xin một số thôi mà. Dạ, dạ, tức là nguyên một số điện thoại đầy đủ đó bác. Bác làm ơn cho con xin mấy số còn lại được không bác? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Còn thứ tự tự sắp xếp nghèo. Mời ba. Cậu tới đây làm gì? Dạ thưa bác, con tới đây con xin phép bác được đưa em Mi Tu đi chơi. Ai cho mà đưa? Cậu tưởng nhà này là nhà quan chức chủ, muốn đưa ai đưa thì đưa. Dạ bác ơi, con thật lòng yêu Mi Tu mà bác. Bác cho tụi phép, cho phép tụi con đi chơi với nhau nha bác. Cậu có biết hút thuốc không? Dạ, con không biết hút thuốc. Cậu có biết uống rượu không? Dạ, trước giờ con không có giọt rượu trong người hết á. Cậu có biết đánh bài không? Dạ, dạ không, không. Con không biết bài bạc là gì hết bác ơi. Vì ngoài yêu con gái tôi ra, cậu có còn yêu người con gái nào khác nữa không? Dạ không thưa bác. Mi Tu, em nói cho bác nghe đi Mi Tu. Dạ thưa ba, từ lúc con quen ảnh tới giờ á, con chưa có thấy ảnh lén phén với ai hết á. Sao lạ vậy? Là một con người thì ít nhất cậu cũng phải có một thói hư tật xấu nào chứ. Dạ, thỉnh thoảng thì con có hay nói dối. Là cậu nữa à? Dạ. Thưa bác, ngày hôm nay con muốn đến đây chứng tỏ với bác là tình yêu con dành cho Mi Tu là tình yêu trong sáng. Con thật lòng muốn cưới Mi Tu. Cậu chứng tỏ bằng cách nào? Dạ, thử thách nào con cũng có thể vượt qua được hết á. Con yêu Mi Tu cuồng dại, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Tốt lắm. Tối nay tôi sẽ cho cậu một thử thách để coi cậu có vượt qua được không nghe. Dạ. Đừng có vội mừng. Cha già là tối nay thức sáng đêm canh mà nè. Không có dễ ăn đâu con. Dinner. Dạ.
Tối qua bác ngủ ngon bác. Bác thấy chưa, con đã vượt qua thử thách cùng bác một cách dễ dàng, chứng tỏ tình yêu con dành cho Mi Tu là tình yêu trong sáng. Bác cho phép con cưới Mi Tu làm vợ nha bác. Cậu khá lắm. Và chính vì điều đó, dạ, tôi quyết định không gả con Mi Tu cho cậu. Sao vậy bác? Cậu nói là cậu thương nó thật lòng. Dạ. Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Dạ đúng rồi. Vậy mà chỉ có chiếc của ông không qua được. Để con nhỏ ra sân khóc từ khuya tới giờ đây kìa. Anh lừa dối em. Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Đi về. Gái hả? Ba nè. Mẹ đâu con? Dạ mẹ đang ở trên lầu bàn công chuyện với chú Hùng ạ. Chú Hùng nào? Nhà mình làm gì có quen ai tên Hùng? Chú Hùng trợ lý của ba đó ạ. Mỗi lần ba đi làm á thì chú Hùng tới. Mẹ nói chú Hùng là trợ lý của ba mà. Con đúng rồi, ba nhớ rồi. Con gái, con đang học bài hả con? Con để bài qua bên đi. Con với ba chơi trò chơi này nghe con. Dạ. Chơi chơi gì ạ? Bây giờ con chạy u lên lầu, vô phòng của mẹ mở cửa ra, con nói ba gì ạ? Cái con chạy nhanh xuống đây, ba chờ điện thoại con dưới này nè. Dạ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, ba về. Làm theo lời ba rồi ạ. À. Con gái tốt lắm, ba đây. Rồi tình hình sao rồi con? Dạ, lúc mà con nói ba về á thì mẹ hốt hoảng liền lao ra khỏi phòng. Mà mẹ không cẩn thận á, ngã từ trên cầu thang xuống. Con chú Hùng đâu rồi? À, chú Hùng á, con thấy chú ấy nhảy từ lầu 2 xuống hồ bơi á. Thành ra bây giờ chú ấy nằm dưới đáy hồ. Yeah! Đáng lắm. Ủa? Hồ bơi nào? Nhà mình làm gì có hồ bơi con gái? Ủa con gái, cho bà hỏi thăm, có phải số điện thoại nhà mình là 0838485868 không con? Dạ không phải, sai số đuôi của số điện thoại nhà mình là 98 chứ không phải 68 đâu. Hả? Má ơi, lộn số.